Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store Channel. Đó, thì như anh em có thể thấy đây, trước mặt anh em đang là mẫu SGRC F7 ha. Thì cái thời gian vừa qua, anh em rất là xôn xao về cái mẫu SGRC F7 này. Thì đây là một trong những dòng sản phẩm mới và chất lượng của hãng SGRC F7. Đó, thì anh em có thể đây, thấy đây rằng là phía trước hộp có để một vài thông tin, thông số kỹ thuật để mà anh em tham khảo ha. Về camera thì là 4K này, 3840x2160 pixel này, đó. Có GPS này và thời gian bay là khoảng 25 phút nha anh em. Và khoảng cách mà điều khiển á, là lên đến 3 km. Thì ở cái phiên bản SGRC F7 này, hãng đã làm lại mới hoàn toàn về gọi như là công nghệ này và ngoại hình là đều mới tất tần tật. Rồi, thì video này mình sẽ mở hộp và cũng như là cho anh em gọi là chiêm ngưỡng thực tế ở ngoài đó, khi mà lên hình ảnh, khi mà lên video thì cái mẫu F7 này thực tế ở ngoài nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ anh em cùng mình mở hộp nhé. Rồi đây anh em, thì trước mặt anh em đây chính là một chiếc ba lô đến từ hãng SGRC. Phía mặt trước của ba lô có in cả logo của SGRC này anh em, rất là xịn sò. Và cái cảm giác đầu tiên khi mà mình mở hộp anh em thì mình đánh giá được rằng là hãng rất là chu đáo, bởi vì bên ngoài cái ba lô này là bao gồm thêm hai cái lớp hộp nữa để giúp bảo vệ tất tần tật bên trong đó. Và khi anh em khui ra thì đây chính là một cái chiếc ba lô đến từ hãng, và mình cảm giác rằng ba lô này xịn lắm anh em. Thật sự khi mà mở hộp cái mẫu Flycam này á, thì mình đánh giá đầu tiên đó chính là về cái ba lô này. Tuy nó chỉ là một trong những dòng Flycam gọi là giá rẻ thôi, nhưng mà về cái cách gọi là trang bị những cái món linh kiện đi kèm á, thì hãng nó rất là chu đáo đó. Đây, ba lô thì cũng khá là vừa vặn đó, có cả tay đeo này anh em, và ngoài ra là có dây kéo ở bên trên đó. Đây chính là dây kéo. Ở phía hai đầu đây còn được có một cái nút kim loại bọc lại nữa để giúp anh em kéo nó cầm á, nó thoải mái và nó tiện hơn. Đó, khi mở ra thì đây là bên trong của cái chiếc ba lô anh em nhé. Phía trước đây là mình cũng có một cái ngăn kéo nữa nè, mình có thể kéo ra để mà mình để cánh hay để pin ở bên ngoài đây cũng rất là tiện ha. Hai bên hông thì lại có thêm một cái gọi là cái túi để mà mình có thể để những cái phụ kiện mà liên quan kèm theo. Đó, rất là xịn, mình cảm thấy rất là ưng cái ba lô này luôn á. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mở hết bên trong chiếc ba lô này ra để xem coi là hãng trang bị cho chúng ta như thế nào nhé. Thì bên trên là một cái hộp blep, cũng như là cánh này anh em. Đây là một cái hộp cánh ha. Rồi, kế tiếp đây là một cái hộp sách hướng dẫn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy Flycam và cũng như là lấy tay cầm ra nhé. Đây. Rồi, đây là tay cầm. Ok. Rồi, thì toàn bộ phụ kiện không còn gì nữa anh em nha. Bên trong cái ba lô này nó đã trống rỗng rồi. Thì bây giờ mình xin phép mình cất cái ba lô này qua một bên nhé. Rồi, đây toàn bộ đó, anh em có thể chiêm ngưỡng Flycam SGRC F7 đây. Trên thân khá là đẹp, ngoại hình cũng ngon lành đó, ngoại hình rất là đẹp. Rồi, thì trước tiên khi mà mình đi sâu vào Flycam thì mình sẽ coi sơ qua những cái món phụ kiện nhé. Rồi, thì đây nó cũng chỉ là sách hướng dẫn thôi anh em. Thì mình có thể tham khảo cái sách hướng dẫn này để mà mình có thể biết được thêm những cái thông số kỹ thuật và cũng như là những cái cách khởi động này, hay là mình có thể tải app đó để mà mình có thể tham khảo nhiều hơn trong cái quyển sách hướng dẫn này nhé. Rồi, đây mình sẽ cất lại cái quyển sách này qua một bên. Rồi, tiếp đến đó chính là cái hộp cánh đó. Đây, hai bên, một mặt thì nó để là cánh A, một mặt để là cánh B. Thì mình thấy ở trên cái hình này nè anh em, cái con ốc mà của cánh A á, là nó là màu trắng nè, và con ốc của cánh B á, là nó là màu xanh nè, khá là hay á.
hãng làm mình đánh giá rất là chi tiết nè, để cho các bạn khi mà thay cánh không có bị nhầm lẫn á bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lấy hết toàn bộ phụ kiện ở trong cái hộp này ra nhé. Rồi, thì bao gồm là một cái lục giác để mà chúng ta có thể mở cái con ốc ở trên cái cánh nè anh em. Đó, rồi tiếp đến đó chính là hai cái túi ốc. Thì mỗi túi trang bị khoảng 3 con ốc. Đúng rồi, 3 con ốc. Thì 3 con ốc màu xanh và 3 con ốc màu trắng tượng trưng cho 3 con ốc cánh A và 3 con ốc cánh B ha. Đó, thì anh em cứ nhìn nè, màu trắng và màu xanh. Đây trên hộp có để nè, màu trắng là cánh A, màu xanh là cánh B nha. Đó, khi mà anh em thay ốc á, thì anh em nhớ để ý cái màu của nó nha. Rồi, còn đây là một sợi dây sạc của viên pin, cổng Type-C. Đó, còn đây là cánh, thì cánh hãng trang bị cho chúng ta là 4 cái cánh rời. Đó, là một bộ anh em. Rồi ok, thì món phụ kiện của nó cũng không có gì gọi là đặc sắc lắm. Hầu như tất cả các mẫu của hãng SGRC đều trang bị gọi là tương tự như nhau cả. Rồi, cái vấn đề chính mà mình muốn nói đến đó chính là về sự thay đổi của Flycam. Đó, thì như anh em có thể thấy rằng là hiện tại mẫu F7 này về thông số kỹ thuật khá là ấn tượng đúng không ạ? Theo như nhà sản xuất nói á, thì cái mẫu F7 này về phần ngoại hình này nó được làm mới này. Đó, anh em có thể thấy này, ngoại hình nó rất giống với lại cái mẫu Flycam Bud 20ES đúng không ạ? Nhưng mà cái con Bud 20ES cái ngoại hình của nó rất là to và cũng như là bốn cánh của nó không có gấp gọn được. Đó, còn đối với hãng SGRC này, ngoại hình nó nhỏ hơn một tí xíu nhưng mà bốn cánh lại gấp gọn được. Đó, nên là mình đánh giá đây là một trong những thiết kế gọi là cực kỳ xịn sò và hay đến từ hãng SGRC. Bây giờ mình sẽ bung bốn cái cánh ra cho các bạn cùng xem nhé. Đó, đây bốn cái cánh, hai cánh sau và hai cánh trước là chúng ta sẽ bẻ ngược lên nha anh em. Đó, bẻ ngược lên như thế này. Đó, nó giống như bẻ cánh của mấy con Mavic vậy á. Đó, rất là xịn. Rồi, thì đây là ngoại hình của F7, mình đã bung hết tất cả bốn cánh ra rồi. Về động cơ thì vẫn là sử dụng động cơ không chổi than. Đó, cái động cơ này thì mình nhìn thấy rằng cái kích thước của động cơ nó không khác biệt gì so với lại tất cả những dòng trước đây của hãng SGRC cả. Mình nghĩ rằng là đây cùng một thông số với cả F11 thôi. Đó, F11S R4K thì cũng được trang bị động cơ như thế này, động cơ không chổi than. Thì động cơ này khi mà anh em bay ở ngoài trời kháng gió cũng của nó cũng khá là ok rồi, nên anh em không cần phải đắn đo đâu. Rồi, về ngoại hình, đây anh cho anh em tham khảo qua một tí xíu về ngoại hình F7 ha. Mình đánh giá đây là một trong những thiết kế cũng rất là hay, rất là bắt mắt đó. Rồi, phía dưới đây là một cái cụm gimbal camera. Thì nó được bảo vệ bởi một cái nắp chụp như thế này nè anh em. Thì khi nữa xíu nữa mình sẽ lột ra cho anh em xem ha. Nó sẽ được bảo vệ như thế này thì nó sẽ giúp cái camera của mình và cũng như là cái gimbal này, nó sẽ giữ chết một vị trí như thế này, nó sẽ không có bị lung lay. Đó là nó sẽ giúp chúng ta bảo vệ cái gimbal và cái camera của chúng ta được ổn định hơn. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái nắp bật gimbal này ra cho anh em coi nha. Đó, tháo ra cũng rất là đơn giản thôi. Ở dưới chân có hai cái chấu nè, mình chỉ việc kẹp và mình bóp lại thì hai cái chấu này nó sẽ bật ra thôi. Đó, đây là cái nắp giữ cái gimbal. Rồi, về phần camera thì hãng nói là camera trang bị là 4K với khung hình là 3840 nhân cho 2160. Đó, còn về gimbal thì ở cái phiên bản F7 này hãng đã nâng cấp lên thành gimbal 30 rồi nha anh em. Đó, gimbal 30 rất là xịn sò. Và ngoài ra ở trên thân của cái gimbal này còn có thêm một cái lớp đệm, bốn cái chấu này là bốn cái chấu cao su nè. Mình cũng chưa hiểu rõ lý do vì sao là hãng lại trang bị thêm bốn cái miếng đệm cao su này nữa. Tại vì thật sự tất cả những các mẫu Flycam mà đều được trang bị gimbal thì thường hầu như là mình ít thấy hãng nào mà trang bị cái miếng đế cao su này lắm. Mà không biết lý do vì sao là hãng lại thêm vào cái miếng đệm cao su ở cái phiên bản này. Thì nếu mà so với lại cái mẫu F11S R4K á anh em, thì cái gimbal này nó ăn đứt hẳn so với lại cái gimbal của F11S R4K ha. Bởi vì đây là 30 mà, còn cái mẫu cũ trước kia thì nó chỉ có 20 thôi. Đó, rồi còn ở phía dưới đây thì là hai cái chân đáp. Đó, thì khi mà anh em đáp nó sẽ đáp như thế này. Rồi,
Phía dưới bụng thì không có trang bị cảm biến bụng nha anh em. Ở dưới đây nó chỉ được trang bị hai cái lỗ thoát nhiệt thôi, không có trang bị cảm biến bụng ha. Rồi còn về phần pin thì bây giờ mình sẽ rút viên pin ra cho anh em xem đây. Đây là viên pin của SGRC F7. Đó, đây là cái khe gắn pin này. Và đây là viên pin. Pin có dung lượng là 2600 mAh. Thời gian bay là tương đương khoảng gần sấp xỉ với 25 phút. Thì mình nghĩ đây là cái khoảng thời gian mà hãng test trong điều kiện lý tưởng thôi. Còn khi mà chúng ta bay thực tế ở ngoài á, thì cái thời gian của nó sẽ bị hao hụt đi một ít nha anh em. Đó, đây là viên pin. Và mình khá là ưng bởi vì viên pin này á, nó được trang bị 4 đèn LED cho chúng ta nè, để chúng ta có thể tiện theo dõi xem coi là pin của chúng ta nó còn bao nhiêu phần trăm. Mỗi cái nấc đèn như vậy là nó sẽ tương ứng 25%. Nó có 4 đèn là khi mà chúng ta sạc pin á, mà nó hiện hết 4 đèn như thế này là chứng tỏ pin của chúng ta đã sạc đầy 100% rồi nha. Đó, tắt thì anh em chỉ việc nhấn đè vào là tắt thôi. Đó, còn cổng sạc thì đây, cổng Type-C hãng có kèm theo cho chúng ta một sợi dây rồi. Và chúng ta sẽ sử dụng nguồn của cái củ sạc điện thoại nha anh em. Nếu như anh em nào mà muốn sạc nhanh á, thì anh em hãy trang bị cho mình cái củ sạc nhanh. Đó, thì thường những cái dòng điện thoại đời mới bây giờ á, là hay có cái hãng nó hay trang bị cho chúng ta cái củ sạc nhanh á. Thì khi anh em cắm cái củ đó vào cái sợi dây sạc mà hãng đã trang bị á, thì chúng ta sạc cái thời gian nó sẽ nhanh hơn một tí xíu. Còn nếu như anh em nào mà sạc với những củ sạc thường á, thì cái khoảng thời gian sạc của nó khá là lâu, từ 7 đến 8 tiếng anh em. Đó, còn nếu mà sạc với củ sạc nhanh thì mình nghĩ chừng 4-5 tiếng là nó đầy rồi. Ok, đó. Rồi, kế tiếp đó chính là đến tay cầm. Tay cầm thì về ngoại hình nó không có gì mới so với cả phiên bản cũ cả. Đây, về phía tay cầm, ở trên đây có một cái màng gọi là cái keo để mà bảo vệ cái mặt kính của cái tay cầm. Đó, anh em có thể thấy đây, không có gì khác biệt cả. Đó, vẫn là được sử dụng pin sạc, thì cái dung lượng pin sạc này là khoảng 1500 mAh. Thì trong quá trình bay thì mình sẽ sạc đầy cái này, thì mình sẽ bay được khoảng tầm đâu đó 3 đến 4 lần nha anh em. Đó, rồi. Thì ở cái tay cầm này á, thì hãng cũng nói rằng là cái phần màn hình LED này nè anh em. Đây, để mình lột cái keo này ra cho anh em xem nhé. Thì ở cái phần màn hình LED này nè anh em, đó, thì tất cả các thông số ở trên cái màn hình điều khiển này hãng đã làm mới lại hoàn toàn và được làm bằng màn hình LED nha anh em. Nên là cái độ chi tiết và cái mức độ hiển thị của nó sắc nét hơn rất là nhiều so với lại cái phiên bản S11S Pro trước đây mà anh em đã từng theo dõi nha. Thì ở trên đây nó thể hiện rất là nhiều thông tin về độ cao, độ xa, tốc độ này, mức độ kết nối giữa flycam với tay cầm này, rồi nó đã kết nối hay chưa, rồi chỉ số GPS là bao nhiêu, rồi pin của tay cầm còn bao nhiêu và pin của flycam còn bao nhiêu. Đó, nó thể hiện đầy đủ trên một cái mặt màn hình LED như thế này. Thì mình đánh giá rằng là đây cũng là một trong những cái cải tiến mà mình thấy giúp người dùng có thể hiểu rõ hơn về cái mẫu flycam mà chúng ta đang bay, đúng không ạ? Đó, thì hiện tại là mình chưa có kết nối với lại flycam nên là tay cầm nó đang báo tít tít nha. Rồi, thì mình sẽ tắt cái tay cầm đi. Ok, thì mình thấy cái tay cầm này nó thiết kế rất là đẹp. Đó, power off. Đó, thiết kế rất là đẹp. Và anh em có để ý thấy rằng là cái anten của cái tay cầm nó cũng được làm lại mới này. Đó, được làm lại có một cái vân nhồi lên như thế này. Đó, thì hãng cũng có nói rằng là đây là một trong những sản phẩm mới được sử dụng một cái công nghệ truyền sóng mới. Khi mà chúng ta bay á, về cái khoảng cách này, về cái mức độ truyền hình ảnh này, thì cái công nghệ truyền sóng mới này nó sẽ giúp flycam chúng ta bay xa hơn. Và cũng như là cái mức độ truyền hình ảnh từ flycam về điện thoại nó cũng sẽ mượt mà và nó trơn tru hơn rất là nhiều. Đó, thì đó là toàn bộ những gì mà hãng công bố ra cho toàn thể anh em cùng biết ha. Thì cái video này mình chỉ gọi là mở hộp cho anh em xem thôi. Và để mà đánh giá chi tiết hơn và cũng như là thực tế hơn thì mình sẽ phải trải nghiệm cái mẫu F7 này ở ngoài trời. Đó, mình sẽ test độ xa nè, độ cao nè, và cũng như là test thử cái camera 4K gimbal 30 của cái mẫu này để xem coi cái mức độ ổn định và cái mức độ hoàn thiện của nó như thế nào. Thì mình sẽ đánh giá cho anh em riêng một cái video khác nhé.
Còn video này thì mình chỉ mở hộp để cho anh em biết về mẫu mã này, về các linh kiện mà khi anh em đi mua sản phẩm á, là nó sẽ bao gồm những cái gì. Thì anh em lưu ý giúp mình là khi mua thì anh em nhớ kiểm tra kỹ giúp mình là đầy đủ phụ kiện hay chưa nhé, để tránh sai sót và tránh bị thiếu phụ kiện của anh em. Rồi, thì mình cũng xin phép kết thúc cái video mở hộp SGRC F7 tại đây. Và mình sẽ hẹn anh em ở một video tiếp theo. Mình sẽ trải nghiệm thực tế mẫu F7 này ở ngoài chơi và mình sẽ đánh giá cho anh em xem nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở một video tiếp theo. Bye bye.